ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lọng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm. Cái gì đây quý vị? Cái chuyện gì đang xảy ra đây quý vị? Có thể giải thích cho em thấy được không quý vị? Không biết chuyện gì đang xảy ra đâu quý vị ơi. Quý vị xem mà trả lời được. Cái này em thấy đang ghi lại là cái này cũng là bằng chứng để cho các anh công an quý vị. Nhìn nhẹ này. Quý vị chia sẻ video này cho em thấy nè. Bây giờ là có một cái loài tu ở trên mạng nha mọi người. Ồ vậy là tôi này có hát luôn quý vị. Quý cô gọi là yêu quái, không biết là quý cô có phải đúng không quý vị? Hát dở lắm, nghe hôm nay hát nhạc vàng đi, hát bolero đi. Nghe bolero nó hay hơn nghe nhạc này. Này là đang lợi dụng sư Minh Tuệ, hình ảnh của sư Minh Tuệ để truyền bá đạo mới quý vị. Cho nên là quý vị em thấy cũng phải quay chia sẻ để tất cả mọi người biết. Quý vị chia sẻ cho em thấy quý vị. Quý vị hãy xem này, quý vị chia sẻ lên để cho tất cả cộng đồng mạng được biết quý vị ha. Em thấy cũng đang nhờ người gọi công an rồi. TikTok quá nhiều quá. À, một cái vấn đề ở đây á quý vị, rất là nhiều chỗ để làm nhưng mà tại sao vẫn phải chọn cái nơi khu vực mà sư Minh Tuệ để làm quý vị? À, giống như là showbiz rồi quý vị. Hát luôn. 6.000 người, 6.400 người rồi quý vị chia sẻ lên em thấy đi. Rồi ơi, sạch sẽ luôn quý vị. Đâu, vị thứ nào. Ô, thấy rồi, lại là người quen quý vị. Em nên đang gọi rồi quý vị. Rồi, người quen. Này là hết chưa, nhóm của mình hết chưa sư cô? Một nhóm hết quý vị, một nhóm hết. Lần trước tiếp cận thất bại. Xe 16 chỗ quý vị. Cái này là kiểu gì đây quý vị? Rồi một người, rồi người thứ hai. Rồi có ai xuống tóc con lên luôn nha. Sao mà em ơi, em bao nhiêu tuổi mà em xuống tóc rồi em? Hiện tại bây giờ là họ đang lợi dụng truyền thông quý vị. Truyền bá. Em gái ơi, còn quá trẻ em ơi.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe. Có gì thuộc về ta? Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ, ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.